các youtuber giờ đã quá phát triển thay vì lúc trước họ làm chú hề thì bây giờ họ đã biết làm game à cái kiểu mở đầu gì thế này hôm nay mình sẽ chơi tất cả những tựa game do youtuber Việt Nam làm nói chung là tất cả những tựa game mà mình có thể tìm được và chắc chắn là một video không thể chơi hết được thế nên là nếu bạn thích thì nhớ để lại một like để mình có thể làm phần hai nha đầu tiên chúng ta sẽ đến với roblox đi thì đây chính là một trong những tựa game mà do chính mình làm mình cũng là một youtuber mà các bạn thế nên là tựa game này da yeah, mình đánh giá là nó không được hay cho lắm và nó rất là tệ luôn tại vì mình toàn lấy những mô đồ của người ta đấy sau đó rồi mình lấy làm của mình ok và ghép lại thì nó rất là tệ roblox thì đây là một cái mảng mà ngày xưa mình làm rất là nhiều đúng không Thế nên là mình sẽ cho nó vào đoạn đầu của video luôn nha Dragon V2 lốc nha làm Ờ à, thì cái này nhá từ tựa game lock food đi các bạn Chúng ta sẽ chơi thử nha Ờ? À, bạn cần update Roblox hả? Gì vậy? Ok Cuối cùng cũng vô được các bạn Đây là một trong những tựa game mà mình đã bỏ rơi nó rất là lâu rồi các bạn Tại vì mình cũng không có gì làm hết á Wow! Nó vẫn như vậy Và các bạn có thể thấy là đây cái là cái logo mà mình là chủ game ha Và các bạn có thể thấy là so với những tựa game rất là hay hiện tại ấy Thì tựa game này nó rất là tệ luôn các bạn nó không hay như các bạn nghĩ đâu thế nhưng mà với với một thằng không làm game như mình thì dạ yeah, mình thấy khá là tự hào về cùng mình đã làm ra con game này các bạn này nó có rất là nhiều cái để cho các bạn chơi luôn nào là mình có thể tự làm boss youtuber này các bạn hay là xa này đấy rất là nhiều luôn nha ok này thì biến hình rồng ok các <laughs> bạn thấy không cái mô đồ đó đơ kinh khủng luôn nó không có animation luôn bởi vì mình mới nói là này nó dở các bạn ối Sao cái con boss này chưa gì nó chạy qua đây rồi các bạn. Ok, để xem con boss này như nào. Ồ oh, hello. Yeah. <laughs> nó vẫn còn các bạn ơi. Đấy, các bạn có thể thấy game mình làm ha. Ok, chỉ đơn giản là thế thôi các bạn, đây chính là tự game mình tự làm và cũng là tự game YouTuber đầu tiên mà mình chơi và nó rất là tệ luôn. <laughs> game chơi hay nhưng điện thoại tay run thì đi sẽ rất khó. Và la bla 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 và một sao. Lỗi tự chết. Đang coi quảng cáo cho hồi sinh nhưng coi hết tự ao ra ngoài. Một sao. Sao lại làm game cái xe màu xám trùng với màu đường vậy? Mắt yếu nên toàn thua. Một sao. Và đây chính là tựa game cực kỳ hot do một youtuber Việt Nam làm. Và có thể nói đây là một trong những tựa game nổi nhất trong số các youtuber làm luôn. Đó là tựa game Nizalit của anh mg Ok, đây chính là một anh youtuber hả các bạn? thì đây chính là tựa game Ninja Elite cũng là tựa game đầu tiên trong Google Play hay là CH Play của anh ấy thế nên là đây cũng là một trong những tựa game của YouTuber đúng không cài đặt và chơi thử luôn các bạn đây thì mình không đánh giá đó là một tựa game tệ các bạn chỉ là cũng có kha khá bạn đánh giá một sao đây là một tựa game tệ thế nên chúng ta sẽ thử luôn ha wow Making Unity nha các bạn oh. mới <laughs> vừa thấy rất là hình ảnh quen thuộc cái này là mình chưa chơi bao giờ nha các bạn ơi mình chỉ biết thôi chứ đây là lần đầu tiên mình chơi luôn ấy ok 50 tuổi wow Ok, cái khung hình thì nó rất là quen luôn Phở hả các bạn, nhưng mà sao nó mất đi thành hở Mình cũng muốn chơi lắm các bạn ơi Ây, Ơi Ây, ơi Ây, Ơi Ây, ơi Ê ê Gì kìa, Ơi À, cái con game này thấy... Ôi, ôi ôi trời ơi, trời ơi, lạc lách gì vậy Trời ơi À, mình chơi bằng nút này các bạn ơi Vậy mình ấn nút lộn Ủa, cái gì vậy Cái màu đỏ đó là cái gì vậy các bạn À Wow, trời, trời ơi Mấy thiên niên kia chạy ghê các bạn ơi Đúng, 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 Đúng với ở Việt Nam luôn các bạn Ok Nicho búp búp kiểu gì ta ừ, Hay thật sự các bạn Mình không đánh giá đây từ game tại nha các bạn Chỉ là do có một số bạn đánh giá tại thôi Và nó có khá là nhiều cơ chế mới lạ luôn Ôi ơi Chưa gì Nicho búp rồi Ủa Làm sao Nicho búp vậy các bạn Hay là ui? Hay là đủ ra các bạn Nhìn các bạn Lách này các bạn gọi thanh niên kia đi ngược đường nữa chứ Quay cái hộp Lucky Box này Wow, nó random cho mình nhiều dữ vậy các bạn À, sao tự nhiên có cái đầu lâu đây Ôi Trời ơi, vậy là mình xui rồi các bạn Là mình random ra cái đầu lâu nên mình thua hả hoài wow. <laughs> mới chạy được 800 mét để các bạn Wow, game quảng cáo cũng hơi nhiều đấy các bạn Sao Ninja League của mình nó cứ nghiêng qua bên ngoài vậy các bạn Hay là chơi trên máy tính là nó hơi khó Tại vì bình thường là hình như mình nhớ là game này các bạn chơi là các bạn phải nghiêng đúng không Trời ơi, chạy đang hoàng mấy anh ơi <laughs> Game này hay phết các bạn về ừ, cách chơi thì đúng thiệt là nếu như đối với nhà làm game chuyên nghiệp hay là đối với những người chơi game bình thường đi các bạn thì cái con game này có lối chơi rất là đơn giản luôn thì nó sẽ không gọi là thú vị cho lắm tuy nhiên ở đây là game do người việt làm cũng như là nó khá là thân quen với các bạn nên là mình đánh giá cái này cũng khá là hay rồi. các bạn có ơi các bạn có thể nhìn, <laughs> nhìn, xung quanh đây nè nó cũng có khá là nhiều của việt nam này như vậy đó là một điểm cộng rồi các bạn ok một tựa game cái hay rồi. Ok và một tựa game tiếp theo là của một youtuber có tên là Hiếu Div Ok đây là một bạn youtuber mà mình tự nhiên youtube thì bạn này có làm game cũng là youtuber ha Và chúng ta sẽ thử chơi game của bạn ấy Thì nó cũng là tựa game giống như là fake MG. Thuộc thể lại là các bạn sẽ chạy và né chứng ngại vật hoặc wow, âm thanh mình không biết là nó có to không các bạn Thôi này mình cứ chỉnh uh... Thôi thì tắt luôn đi các bạn, mình sợ nhiệt giết bản quyền các bạn ơi À cái này không có điểm mà là chạy lâu nhất ha Bây giờ chúng ta sẽ thử chơi thử ha Ok chạm để bắt đầu ok chạm để bắt đầu hả đây là tự game của một bạn youtuber người việt làm nha các bạn nó kể giống như số là... phay ủa Ở sao sao mình không di chuyển được vậy à, mình thấy là có nhiều bạn gọi là đánh giá về tự game này gọi là cách chơi thú vị nhưng mà đồ họa thì à, không được đẹp lắm các bạn ôi sao kỳ giấy mình không chơi được nữa chẳng lẽ bây giờ nó còn có lỗi nữa các bạn mà mới vô nó cũng chạy nhanh thì cứ ôi ấy à á game mới vô không có hướng dẫn nên là thực sự rất là khó chơi luôn các bạn ơi chơi chướng ngày vật lại đặt theo kiểu đó nên là nó càng khó các bạn hay là vì lý do này nên là các bạn đánh giá đây là một tự game tệ ta ôi 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 sao chưa gì mình thua rồi các bạn ơ à, wow như này mình không hiểu cách chơi các bạn mặc dù là nhìn là biết cách chơi luôn nhưng mà thực sự là lúc mình mà... ơi Wow Ý các bạn là vì lý do này nên tựa game này mới là một trong những tựa game tả hả à, Mình cũng không có ý kiến gì về cách chơi cũng như đồ họa thì nó khá đẹp Tuy nhiên thì về mặt cốt lõi của nó các bạn Thì thực sự là nó rất là khó chơi Cực kỳ có chơi luôn À Wow Hay là lại nè Mình sẽ cố Cố mà chơi hình như tựa game này không có nhảy các bạn ơi Đúng rồi nó chỉ có qua qua với lăng thôi à Rồi Rồi Ok Vậy là mình chỉ né thôi các bạn ơi Ờ oh, khó thật sự nó khác với sức phay các bạn gọi xong thôi luôn wow thực sự là cũng khá là khó thôi các bạn <laughs> tự game tiếp theo cũng là tự game thứ tư của một youtuber có tên là Moe Kimura thì đây là một bạn youtuber có thể nói là gần giống như vtuber Việt Nam các bạn nhưng mà không phải thôi mà ấy tạo ra một tự game có tên là Lost in Star Rail hay còn gọi là hình như là mình thấy nó kỹ như là các bạn sẽ tìm nơi ở bằng một cái hình ảnh của một tựa game thuộc nhà mihyou có tên là Honkai Star Rail nha các bạn Cái này thì mình tìm do đây là một tựa game do youtuber làm thôi Và nó cũng khá là khác biệt ở đây Nếu bạn nào có chơi Honkai Star Rail ấy thì các bạn sẽ biết về những thứ này Nhưng mà nếu như bạn không biết thì các bạn cứ mặc định đây là một trong những tựa game Do một youtuber nào đó làm đi thì Ở đây là các bạn sẽ tìm vị trí Của nơi này là nó thuộc chỗ nào Thì thật ra là mình có chơi nhưng mà mình cũng chả biết chỗ này chỗ nào các bạn mình phải chọn cái chỗ đó là chỗ nào nữa các bạn Wow đây Seattle full nha các bạn còn chỗ này là chỗ nào thì mình cũng chả biết luôn thật sự là rất là khó hả nhưng mà cái cách chơi này nó khá là thú vị nếu như tự game này nó là của ngoài đời thật hay là nó là một cái gì đó của uh, gọi là roblox ví dụ đi ví dụ thôi các bạn thì mình nghĩ là mình sẽ dễ làm hơn chứ bây giờ <laughs> mình chơi game mình còn chưa thuộc map nhiều nữa chi là những địa điểm này thì nó sẽ hơi khó hả ok nói chung tự game nó cũng khá hay tuy nhiên thì nó hơi khó đối với mình ha còn về các bạn thì mình không biết các bạn có chơi để đánh giá hay không ha một sao mua đồ nha trả được thêm máu hay gì cả một sao mong nhà phát hành cho tính năng nhãn dù với lút thính một sao game có lỗi một sao game như c và đó là những đánh giá của tựa game hành trình hảo hán do một youtuber làm có tờ lazy bucket đây là một youtuber việt nam và nhìn về cái độ họa cũng như là nhận xét thì các bạn có thể thấy rồi nếu xét về tựa game những tựa game hiện tại á, thì đây là một trong những tựa game có độ họa rất là tệ luôn các bạn rất là xấu luôn nhưng mà thôi đây là game youtuber Việt Nam và đó là ý kiến của các bạn còn ý kiến của mình thì mình chưa biết đúng không thế nên là mình sẽ thử chơi ha ông oh no, đâu có nhạc các bạn ơi mình mình không biết là nó có dính bản quyền hay không nên là mình sẽ tắt nhạc đi nha ok và các bạn có thể thấy là đồ họa rất là xấu luôn các bạn pizza quest oh chơi sao đây oh no à ấy da mình sẽ kéo cái con uh, tàu này để né những cái uh, tên lửa này các bạn ơi ồ oh, oh cái này chơi giống như kiểu uh, flappy bird đi các bạn nhưng mà các bạn sẽ được tự do hơn ha à mình phải ăn cái màu đỏ này nữa hả đúng rồi đúng rồi đúng rồi các bạn ơi <laughs> đồ họa pixel rất là xấu luôn các bạn nhưng mà cách chơi thì mình thấy rất là thú vị ha Ok Game youtuber làm thì uh, Có những youtuber có kinh nghiệm như anh với Game C, Chẳng hạn như có những youtuber không có kinh nghiệm như là mình Hoặc là có những youtuber biết sơ sơ như là Chẳng hạn như mình À tại vì mình có biết gì đâu các bạn Nên là mình chỉ nói mình thôi Thực sự là khó thì các bạn nó nhanh quá Mà sao con tàu mình nó chậm quá vậy các bạn Chẳng lẽ là mình phải nâng cấp Mới vô gì chưa gì để nâng cấp rồi các bạn ơi Hồ, nói chung tự em nó khá hay nha, mình nghĩ chơi trên điện thoại nó sẽ dễ hơn Nâng cấp ở đâu vậy? mình còn không thấy chỗ nâng cấp nữa ôi lên 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 nhanh lên nhanh lên trời ơi nó đi cũng nói lại cái đồ họa khó nhìn với các bạn ơi nếu mà các bạn thấy video này kém chất lượng thì không phải là do video đâu các bạn là do con game này nhưng mà mình không có cố ý tình chơi nếu bạn nhưng mà đồ họa xấu thiệt các bạn mình sẽ nhận xét thật lòng thôi trời ơi chưa gì hết ok cũng khá thú vị ha ok và trên đó là tất cả những tựa game mình chơi của các youtuber việt làm ok và đây nha yeah, Tất nhiên là nó sẽ không đầy đủ đâu Nên là nếu bạn thích thì đừng quên để lại cho mình like Để mình có thể làm phần 2 Ok hẹn gặp các bạn ở đây sau Bye bye